Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Day Gaming. Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm một cái tựa game mới có tên là Animal Shelter Simulator. Đây là một tựa game mô phỏng về cái việc các bạn sẽ chăm sóc những con động vật. Cụ thể ở đây là chó và mèo bị bỏ hoang, đi lạc hay như thế nào đó ha. Và ở đây mình có một cái trung tâm để mình có thể nuôi dưỡng, mình chăm sóc nó. Và sau khi đó thì mình sẽ làm gì đó mình cũng chưa biết nữa. Nói chung đây là một tựa game mới trên Steam, cũng như là mình thấy nó khá là thú vị. Và thực sự là dành cho những bạn nào mà yêu thích chó mèo, yêu thích động vật, các bạn có thể chơi tựa game này, nó khá là hay ho luôn. Còn bạn nào không chơi được thì cứ theo dõi video của mình ha. Rồi ok, thì không để các bạn đợi lâu, hôm nay mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm luôn ha. Đầu tiên là mình sẽ vào New Game. Ở đây mình sẽ đặt tên nó, và mình cũng không có nhiều cái tên hay ho lắm, cho nên mình sẽ đặt là ND. Mình sẽ giải cứu ai vào ngày hôm nay, một là chó hay là mèo. Thì mấy con mèo nó chảnh chọe lắm các bạn. Nói chung là mình sẽ giải cứu con chó đi, vì mấy mèo nó chỉ có ăn với nó ngủ thôi, nó không làm được gì hết trơn á. Ý, cái hình lát con chó dễ thương quá vậy. Rồi, và chào mừng các bạn đã đến với cái chỗ này. Cái chỗ này gọi là trung tâm nuôi dưỡng động vật, có thể gọi là vậy đi, cho nó hay ho ha. Thì đầu tiên là nó sẽ kêu mình đi vào máy tính để mình mở lên chỗ cái phần là động vật chuẩn bị nhận tới các bạn. Đây là hướng dẫn nè, computer nè, động vật đang có ở trong cái khu nhà trung tâm của mình. Thông báo, email, đây là những cái động vật mà sắp sửa đem tới chỗ mình. Cái này là cái thông tin về cái động vật mình, cửa hàng. Cái kho này là kho ảnh, và cái này là cái chế độ xây dựng, mình sẽ nâng cấp cái khu của mình lên. Và cuối cùng là chỉ số về cái chỗ của mình, hình như là vậy. Rồi, ở đây mình tìm cái đây. Mình có một con chó tên là Freddy nè các bạn. Có vẻ như con chó này là một con chó đi lạc các bạn. Nói chung là nó bị lạc lâu lắm rồi, và nó không có còn nhà nữa. Thì bây giờ mình cần phải đem tới chỗ này để chăm sóc nó. Sau đó thì mình có thể tìm một chủ mới cho nó, hoặc là mình tìm lại chủ cũ cho nó, cũng chưa biết nữa, để xem coi. Mình có thể đổi tên nó nha các bạn. Mình sẽ đổi thành Lu. Gọi cho nó dễ, cho nó quen miệng thôi các bạn, chứ không có gì đâu. Đây là cái thông tin đúng không? Thông tin về cái chỗ mình hướng dẫn này kia thôi. Thông báo, đây là cái phần chỉ số đây. Đây là cái chỗ của mình hiện tại, là cái điểm reputation nó chỉ có mới có 12 thôi, khá là thấp. Ok, bây giờ đi ra ngoài thôi. Đợi con chó. Ê, xe tới rồi kìa. Rồi, trong này đúng không? Ok, Lu nó đang rất là đói các bạn. Rồi bây giờ mình tìm một cái chỗ cho nó. Thì đây, đây là cái chỗ mà mình sẽ thả nó vào. Đây là một cái chỗ mà dành cho chó mèo nó chạy nhảy, nó nghỉ ngơi đồ này kia ha. Thì đây là hai cái chuồng. Cái chuồng này thì để tách biệt giữa những con chó và những con mèo hả. Nói chung là cứ tách ra những con động vật với nhau thôi. Rồi, thả xuống nha. Ok, thì giống như những con động vật sống khác thì con này nó cũng đang rất là đói. Mình cần lên máy tính mình mua đồ ăn và nước uống cho nó. Ủa, mình tưởng chỗ mình có sẵn chứ. Ui, trời ơi xinh vậy. Đóng cửa lại nha. Rồi đó, đi đợi xíu, đi mua đồ ăn cái đã. Đợi xíu, đợi xíu. Mình phải vào cái máy tính mình đặt đồ cho nó. Shop ở đây đúng không? Đây. Mình mua mỗi một cái là tốn 30 đồng chân chó. Mình đang có 1.500 đồng chân chó. Gọi cho nó nghe vui vậy thôi chứ cứ gọi là 1.500 đô cũng được. Tổng hết hai cái là tốn 175 đồng chân chó. Nghe nó nghe nó sao sao. Rồi ok. Nếu nãy nó hướng dẫn mình là bấm mấy cái phím tab đây nè, di chuyển thôi. Và đây là cái túi đồ của mình. Đây là con chó mà đang gọi là cảnh báo á các bạn, nó đói bụng á. Quê các bạn, nó giao hàng bằng drone luôn kìa. Xịn vậy đó. Đây nè. Ủa mình tưởng hồi đầu mình thấy cái chữ H này nè, mình nghĩ là chắc là chỗ để đáp trực thăng. Nhưng mình thắc mắc, ủa trực thăng nhưng mà nó nhỏ cỡ này nó đáp được ta. Thì ra là chỗ để con drone nó giao hàng xuống các bạn. Đây bây giờ mình sẽ lấy hết. Mình sẽ cất những cái đồ này bên trong cái túi của mình. Cái thùng này thì mình sẽ nhặt nó lên. Rồi, bên đây có cái kho nè, để vô. Mình phải gọn gàng chứ các bạn. Rồi, ok, bây giờ đi cho con Lu nó ăn thôi. Đây, đồ ăn đây, đồ ăn đây. Đây là nước đúng không? Mình sẽ châm nước vô. Rồi, bên này là thức ăn. Rồi, ăn đi con. Mình có thể kiểm tra những cái con động vật này bằng cách là bấm phím Q. Đây. Đó, nó sẽ biết là, nó cho mình biết nó đang cần gì. Thì con này nó đang đói bụng, nó đang uống nước. Và nói chung là đi vệ sinh thì nó vẫn còn đang khá là cao, vui vẻ cũng cao. Tắm rửa cũng ok, không có gì hết.
Ok rồi, ăn đi, nhìn cái gì nữa? Mình có thể pet animal. Ủa mình sợ nó nè các bạn. Ủa vuốt ve nè. Nó quẩy đuôi các bạn. Vuốt 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 vuốt. Thôi ăn đi con, ăn đi rồi bọn họ vuốt tiếp. Ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi. Đúng rồi, ngấu nghiến ngấu nghiến. Cưng quá các bạn ơi. Con này là con chó gì ta? Giống chó này giống chó gì mình không biết nữa, nhưng mà nhìn nó cưng quá à. Cái màu nhìn nó cũng đẹp nữa. Ổ năng hết luôn kìa. Wow, đói dữ lắm luôn hả? Xong rồi đúng không? No chưa? Gần no thôi, thôi cho trong miếng nữa nè. Ăn nó no luôn chứ. Chăm thêm. Rồi. Có gì đói thì cứ vô ăn nha con. Mình nghĩ nó no bụng rồi đó. Bây giờ mình sẽ thả nó ra ngoài sân chơi. Thì nó kêu mình là lấy cái trái bóng để mình chơi với con chó này. Đây, cái trái bóng này nè các bạn. He he. Ok, nhặt lên. Ném thử được không? Hình như là mình cần phải mở cái lồng ra. Lu ơi, lu ơi, lu ơi. À, mình cần phải đem con chó ra ngoài đây thì phải. Đây, bây giờ mình cần phải nhặt nó lên. Mình nhốt nó trong lồng, nó không dám đi ra các bạn. Rồi, thả nó xuống. Đây. Chôm, chôm, chôm. Nè, nhặt đi con. Nếu mà mình ném ra ngoài luôn thì nó có chạy ra ngoài nó nhặt không ta? Hay là nó quay qua nó chửi mình? Để mình thử nha. Nó có một cái bức tường vô hình các bạn à. Ok ok, nói chung là mình thử game thôi. Thử game nó chứ có gì đâu à. Cưng quá à. Nè, nhặt cái nó đi con. Rồi, bây giờ nó kêu mình là đi vào máy tính mua một cái camera và đợi con đó nó giao hàng tới và mình chụp cái con lu này lại. Ok. Thôi cho mày chơi đi. Đó. Rồi chơi đi nha. Giờ mình đi vô máy tính mình đi order. Tính ra nó cần cho mình một cái máy tính bảng thì hay hơn so với cái máy tính này các bạn, mỗi lần đi vô đi ra mệt quá. Đây là mấy cái đồ rửa rồi này kia, đây là mấy cái đồ mà băng bó, đây là đồ chơi, đồ trang trí. Này là cái gì mình chưa biết. À cái này là cái mình mở rộng ra. À dưới này có camera nè các bạn. 200 chân chó. Chốt. Rồi, bây giờ đợi con drone nó giao hàng. Tính ra đặt hàng xong là 10 giây sau nó giao liền luôn các bạn. Siêu lẹ luôn. Ê, 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 camera đó nha mày. Camera mà nó làm những cái gì, nó thả từ trên xuống. Rồi, bây giờ mình cầm cái thùng này mình cất vào đây. Ủa, nếu mà mình cất nhiều quá thì sao ta? Nói cho gì mình thấy có 2 thùng rồi đó. Gặp mà xăng sale nó chắc chết luôn. Đây, chụp hình. Mở cửa ra. Đóng cửa lại, mình nghĩ con lu nó ngoan, nó cũng không có này kia đâu. Đó, chụp hình. Trời, quá đẹp. Chụp cái nữa nè. Ui, cưng quá à. Rồi, ok. Xong rồi. Mình có thể chỉnh được luôn nữa các bạn. Hay vậy, không cần nữa đâu. Rồi, xong rồi đó. Sau khi đó thì mình sẽ vào trong cái máy scan kế bên cái máy tính của mình để mình scan cái tấm hình này ra hả? Hình như mình chụp xong, mình có hình luôn rồi các bạn. Đâu rồi, đây. Ồ, cưng chưa? Rồi, cái máy scan của mình đâu rồi? À, mình chụp xong mình quét cái hình lên trên kia. Mình up lên trên máy tính và mình tạo một cái quảng cáo. Có nghĩa là mình sẽ thông báo là ai muốn nuôi con lu thì tới đây. Kiểu kiểu vậy hết ta? Hình như vậy á. Máy nó đang quét các bạn, quét ảnh. Rồi, tiếp thêm tấm nữa nè. Tắm nữa nè. Mình nhặt máy này lên. Ơ vậy vậy vậy. Rồi. Rồi, sau đó thì mình sẽ lên trên máy tính. Cái gì mà cứ cầm cái đồ kia. À, nó kêu mình vào cái gallery. Đây là những cái bức hình mà mình đã chụp nè các bạn. À, mình sẽ share nó hả? Không. Không, cái này là mình gửi lên trên kia. À đây, để tạo được cái quảng cáo thì các bạn sẽ vào phần Animal Insider, More Info. Và mình sẽ create ad đây. Mình upload những cái tấm hình lên. Tấm nào ta? Tấm này đi. Tấm này nhìn cưng nhất nè. Rồi. Đây là giống chó nè, tên là Lu nè. Rồi nhìn nè, đó. Cưng không? Cưng thì tới. Đó, có người tới rồi nè.
Mình có thể đồng ý hoặc là mình sẽ không đồng ý. Cái người này thì mình cũng chưa rõ là như thế nào nữa. Và mình có thể từ chối được luôn các bạn. Barbara Cruz. Ok. Mình gửi nhân viên tới để điều tra. Mình tốn 25 cái chân chó để xem người này có tốt hay không. Thử đi. Đang đi điều tra xem là người này có ngược đãi động vật hay gì không á các bạn. Nó kêu là có một ngôi nhà nhỏ, có một con chó trong nhà, có một con mèo trong nhà. Người này chỉ có một mình trong nhà thôi các bạn. Và có vẻ như động vật sẽ tới để quay quần trong vui này kia. Nhà này thì không có vườn. Và nhà này thì cái người này rất là ít thời gian rảnh ha. Nói chung là cho mấy con chó nó chơi với nhau thôi. Thôi, không cho. Mình nghĩ là mình cần một cái người chơi. Sao nhìn wow, Sandra Fisher lại gửi tốn tiền tiếp hết ta. Mình, à đây, có cái này nè các bạn. Đây là những cái thích và không thích đúng không? Về cái người này á, thì đây là những cái yêu cầu là không mong muốn. Các bạn thì không muốn những cái con người là nó ăn nhiều quá, ăn nhiều hơn những con vật khác. Và không muốn những cái con này nó làm những cái trò mèo, trò này kia nó phá hoại, nó phá hoại nè. Thì nếu mong muốn á, là muốn những cái con nó khỏe mạnh, mỗi con động vật nó vui vẻ. Cái thứ hai là nếu mà thế giới có sập đi thì cái con động vật đó vẫn không bao giờ rời chủ nó. Cao dữ người ta. Và cái con này nó phải thông minh, nó phải hiểu được cái thằng chủ nó đang muốn cái gì và làm cái gì. Ê, đòi hỏi hơi nhiều á nha bạn. Để tôi thử, tôi gửi nhân viên tới kiểm tra xem mà bạn như thế nào. Chứ tôi thấy bạn đòi hỏi hơi nhiều á. Để xem con nhà có nuôi con gì khác không. Chúng là mình nhiều mà, mình tìm một cái mái nhà tốt cho con lưu thôi. Đây, một cái nhà nhỏ, có một không có con chó, có một con mèo trong nhà. Và có trẻ con trong nhà. Không có vườn và có rất là nhiều thời gian. À, được á. Ủa mà khoan. Hình như là nó không cho mình nhận các bạn, nó cho mình hủy rồi, nó cho mình nhận. À, tính anh cái người này nữa hả? Nữa hả? Muốn nữa nè. Barbara Barry, ủa gần như người nãy tên khác đúng không ta? Đây mình có thể chọn một trong hai người đúng không? Cứ đợi đi xem một hồi có ai thêm nữa hay không. Mình ra mình chăm con lưu cái đã. Nói chung là cũng hơi lạ lạ cái vụ đó một xíu. Không biết là nó có tới nó cho mình check hay gì hay không. Rồi con lưu đâu rồi? Ê, chơi nữa không? Rồi. Nằm nghỉ rồi. Chơi. Trời. Nhặt lên, ở đây. Để mình chợ vô. Nè, vô vô ăn uống đồ này kia đi. Rồi, thả xuống. Ăn uống đi. Có đi vệ sinh nữa các bạn. Mình chưa biết là đi vệ sinh con này nó nằm ở đâu. Nhưng mà nó cũng đang không muốn ăn lắm. Cũng no rồi. Chỉ có hơi muốn đi vệ sinh thôi. Chưa biết được là dắt đi vệ sinh đi đâu nữa đây. Nhưng mà thôi để mình tìm một người một cái mái nhà mới cho nó đi đã. Tại vì hiện tại game nó đang là tutorial, nó đang là một cái hướng dẫn. Thì bây giờ mình cần phải làm xong cái đó đi. Rồi mốt mình quyết định riêng. Ồ các bạn, sau khi mà mình cho đi gọi là do thám thông tin thì cái người này có vẻ như là con hay là cháu hay là cái gì của người lúc nãy. Tại vì hai người đều cùng một cái họ là Barbara ha. Thì người này có một ngôi nhà rất là lớn, có một con chó, có một con mèo và có vẻ như là hơi cô đơn trong ngôi nhà này. Không có vườn nhưng mà là có rất nhiều thời gian rảnh. Và cái mong muốn là chỉ mong muốn con chó nó vui vẻ là các bạn, chứ không cần gì hết trơn. Còn thanh niên này đòi hỏi hơi bị nhiều. Nói chung là con lưu nó hợp nhất với cái người này nha các bạn. Tại vì con lưu nó không có hợp với những cái nhà mà có trẻ con ha. Còn lại thì nó nói chung là vui vẻ nè, lúc nào cũng vui vẻ, ăn uống đầy đủ là ok rồi. Ok, kết hợp hai người lại với nhau. Xong. Và một hồi nữa thì người ta sẽ tới, người ta đón con lưu sớm thôi. Bây giờ mình ra mình đợi. Xe tới chưa? Hello. Kìa, xe tới đúng không? Ôi dồi, chạy ghê vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ... Lưu ơi, tới giờ đi rồi nha Lưu. Đi. Đây là cách để bế con chó lên. Ủa không có chuồng gì hết trơn hả? Đặt nó vào thôi hả? À, bạn phải đi kiếm cái lồng của nó nữa.
Để coi. Không được, phải đặt cái gì cho nó chứ. Phải lúc đầu nó có một cái lồng nhưng mà bây giờ không có cái lồng. Tìm nó ra ta. Ở đây thì nó chỉ có mấy cái hộp giấy cắt tông nè à. Bên trong kho không có gì hết trơn á. Trống rỗng à. Ủa rồi sao mà mình để nó lên được ta? Ồ, nó lên rồi nè các bạn. Nó bye bye. Lúc nãy là mình thả nó xuống đây xong nó tự phóng lên chứ không phải là mình thả lên xe luôn. Rồi, bye bye. Hơi tiếc quá các bạn. Này là cái điểm gì đây? Điều kiện dành cho con lưu nó khá là tốt. Ổn. Ồ, tính là mình phải lựa từng người nữa các bạn, lựa xem là nó có hợp với cái con chó đó hay không nữa, chứ không phải là thích thì mình đưa cho ai cũng được ha. Rồi xong rồi đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đón tiếp hai con chó mới vào gia đình của mình. Ồ, game này chơi đảo ha. Đây có mail mới luôn nè. Đây là cái người Barbara gửi mail tới cho mình nè. Ồ, mình được 840 chân chó. Cái gọi cái chân chó nghe nó vui vui sao á. Rồi bây giờ mình sẽ tới đây. Chico, SD và Chester. Wow, quá trời luôn các bạn ơi. Nhiều lắm luôn. Để xem coi là có một số cái là nó sẽ hết hạn các bạn. Cái này là cái gì đây? Ồ, mình cần có thêm cái lồng để mình chứa. Đây là con mèo. Hiện tại là mình chỉ chứa được chó thôi hả? Nhiều quá sao chứa hết được ta? mình sẽ chứa con này trước đi. Chico hả? Này đặt tên là Ngáo đi. Rồi nói chung cũng khá là nhiều các bạn. Giờ mình để mình nhắm mắt mình chọn đại Mossy. À đang chọn một con rồi thì không có chọn được nữa. Phải đợi xe nó chở tới mình đem con chó nó xuống xong mình mới lấy con khác được. Hello, ý con này như con lưu vậy. Cái màu nó cũng giống vậy. Nè nè nè, vô ăn luôn đi. Rồi ăn luôn đi con. Ăn luôn đi Gáo ơi, ăn đi Gáo. Rồi để mình nhận thêm một bé nữa. Gọi con nó kỳ kỳ hả các bạn, gọi bé nghe nó dễ thương hơn. Nè Mossy đúng không? Quà. Hết rồi các bạn, mình chỉ có hai cái lồng thôi, mình không có nhận được thêm nữa. Cái mức nhận của mình chỉ có giới hạn là được hai bé thôi, vì mỗi một chuồng một bé, tránh nó chung chuồng với nhau, nó cắn lộn với nhau. Quà đen dữ ta. Quà nó cũng đang đói. Rồi mở cửa. Hey, xuống đi. Cho đồ ăn nè, nước nè. Rồi. Ôi, Ngáo năng lẹ vô ta. Cho thêm đồ ăn nè. Có ăn thêm không? Làm thêm miếng nữa đi. Để mình vuốt ve nó cái đã. Đây. Vuốt 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 vuốt. Trời ơi. Đảo à. Cưng quá à. Rồi hiện tại là con này nó khá là ok rồi, mình đang làm cho nó vui vẻ hơn. Nhưng mà nó có cái là nó đang cần đi vệ sinh. Rồi ok. Đi vệ sinh ở đâu ta? Ủa mọi người cho tôi hỏi đi vệ sinh. Mấy con này đi vệ sinh ở đâu vậy? Quả nó còn đang ăn các bạn. No chưa, no chưa, no chưa. Vuốt vuốt vuốt. Con này cũng cần đi vệ sinh luôn. Nói chung là con nào cũng cần được vuốt ve thôi. Nhìn cái gì? Vuốt cho rồi còn nhìn nhìn nữa. Các bạn nhìn cái mặt nó tận hưởng nè. Trời ơi, nhìn cái mặt nó tận hưởng nè. Rồi xong rồi đó, bây giờ mình sẽ thả nó ra ngoài sân. Cũng không biết cho nó đi vệ sinh làm sao nữa các bạn. Ê hay, nãy ra ngoài sân nó cắn lộn ta. Chắc không có cắn lộn đâu. Cái trái bóng nãy mình, trái bóng nãy mình cho con lưu lúc nãy đâu ta? À đây 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 đây. Ê chào 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 chào. Nhặt đi. Đợi xíu nha quạ, cho thằng Ngáo chơi trước cái đã. Piu.
Nè, giỏi giỏi nè, vuốt nè, vuốt nè, khen nó nè. Trời ơi. Tính ra con này không cho nó chơi là nó nằm im vậy luôn ha. Ồ, nó sẽ có một cái thông số ở đây. Để xem coi. Ồ, con ngáo nó hơi bị xấu hổ hả? Phải không ta? Đúng rồi. Còn cái con này thì có vẻ như là nó hơi bị gọi là tăng động. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi. Được rồi, được rồi. Điểm vệ sinh đâu mình cũng chưa biết nữa. Trong đầu con này nó còn đang nghĩ đang đi ăn nữa hả? À, quả nó đang nghĩ chơi banh. Đây, 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 đây. Các bạn bấm vô nó sẽ có cái suy nghĩ của nó đang suy nghĩ cái gì á, đang muốn cái gì á. Nhường ngáo nó đang muốn cái gì? Muốn ăn hả? Muốn ăn chơi vô chuồng em. Đây, ăn thoải mái đi. Muốn bao nhiêu ăn cũng được hết trơn á. Ý, ý cái gì đây? Chút chích. Chút chích. Chút chích. Các bạn ơi, chút chích. Mình cần phải có một cái túi để mình dọn phân của tụi này. À, nó đi ra ngoài đây luôn. Đúng rồi, chứ không lẽ nó kiếm vòng cầu cho nó, mình cũng đang thắc mắc. À, giờ này nó cũng muốn vuốt 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 vuốt. Thiếu 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 thiếu. Vuốt nè. Vuốt nè. Vuốt nè. Vuốt nè. Nè. Chơi cái nữa đi. Hồi mình đi lấy đồ, mình đi gom chút chích lại. Rồi, vuốt nè. Đó, dễ dễ dễ. Vuốt nè. Giỏi, lụm banh giỏi nè. Rồi bây giờ mình đi vô ha. Thả hai con vào đây luôn đi. Muốn làm gì nó làm. Rồi cho nó đi vệ sinh nó đi, gì nó muốn làm gì làm. Rồi, để mình đi đặt đồ với lại các bạn. Nhạc game nó cũng khá là hay. À, hết chuồng rồi nha, thông cảm nha. À, ồ, bánh quy. Nó muốn ăn bánh quy các bạn ơi. À, bánh quy thì con mèo nó không thích lắm nhưng mà chó nó rất là thích luôn. Rồi cái tô nước ẩm, mấy cái đồ là mấy cái đồ này kia thôi. Cái này là mấy cái bucket, là nguyên một cái combo á mà. Đây là cái nhíp hả? À, cứ mua sẵn đi. Đây, đây là nguyên cái combo gọi là túi dọn chút chích nè các bạn. Mua 10 túi, mua 9 túi là maximum rồi. Dầu gội. Cái này là cái cây lau nhà. Cây chổi, bàn chải, cái bọc biển, cái máy sấy. Túi gì á. Rồi hộp. Đồ chơi cho nó nè các bạn. Ô, có laser nữa nè. Ê, có xương xương đồ chơi nè. Và cái chỗ để tụi nó cào cào. Ok. Rồi. Tổng order của mình là 1080 chân chó. Dứt. Xong rồi một hồi mình tìm hai người chủ mới, hai ngôi nhà mới cho nó. Đó, mỗi lần đặt đồ thả nguyên cục vậy thấy ghét không? Rồi, bây giờ mình sẽ đi đặt hai cái chỗ để tụi nó cào cào ở đây. Mà đặt ở đâu ta? Nói chung là đồ mới mua thì cũng chưa biết cách hướng dẫn sử dụng, chưa có đọc cho nên là chưa biết cách xài. Rồi bây giờ mình cần dùng cái túi để mình dọn đây, dọn chút chích. Đó. À, một túi là xong rồi các bạn, thùng rác bên này đúng không? Đây. Rồi, cái này tính ra là cái đồ để mình lấy luôn nè. Đâu còn mua chi đâu ta. Còn chút chích đâu đây nữa không vậy, để biết là dọn luôn nè. Hết chưa? Như hết rồi á. Nằm phơi nắng thôi các bạn, nó không thèm chơi xương chó luôn rồi. Còn cái này mình đặt không được. Nó không cho mình đặt. Dọn bớt vô đây cái nào. Cái này cái đồ để gấp hay cái chồ nguyên cái thao. Hình như đặt trong này đúng không ta? Mình nghĩ là à, cái này đặt trong cái lồng mèo mới được. Lỡ đặt hơi nhiều quá, mua quá trời luôn. Mua quá trời mua luôn. Cái này là cái túi dành cho mèo. À, lụm lên. Mệt thiệt chứ. Rồi. Cất đi đi, mốt kìa kìa, nó gặm xương kìa. Rồi bây giờ chụp hình nha. Chụp hình, chụp hình, chụp hình, chụp hình. Chụp một con. Chụp hai con. Ok, xong. Mỗi lần vô máy tính mình thấy hơi xa đó. Rồi,
Đầu tiên là con ngáo. Mình sẽ tạo quảng cáo, mình sẽ chọn hình cho nó. Ồ, quên, chưa scan hình. Bạn phải đi scan hình nữa. Hình đây. Hình như mình nhớ là trong cái game này nó còn có một cái chỗ để các bạn treo những cái hình mà những con chó đã từng ở đây á các bạn. Đúng rồi nè. Scan xong là xong rồi các bạn. Mình nhặt hình để mình treo thôi, mình tìm cái chỗ để mình treo. Ở đâu á? Đâu ngoài đây nè. Đâu đó trong này nó sẽ có một cái chỗ để mình treo những cái tấm hình của những con chó mà đã từng ở đây. Mình chưa tìm ra được. Đâu ta? Nhưng mình còn phải đặt cái đó mua hay gì á. Hiện tại là chưa có treo được. Ok, kệ đi. Rồi, up hình lên. À, con ngáo lần này đúng không? Đúng rồi. Rồi, tạo quảng cáo. Tiếp theo là tạo tới quảng cáo cho con quà. Đây, đi thu lui đi được. Rồi, xong. Để xem coi có ai muốn rước mấy bé này về để nuôi không. Để mình xem coi là làm sao. Đây là những cái vết thương nè. Sau này mình sẽ chữa trị cho nó nữa. Tắm cho nó. Rồi mấy cái lồng, máy tính, chơi với nó, nhà kho, cất đồ, mở rộng thêm và caring. À, kiểu như chăm sóc con này kia thôi mà. Thông báo hết rồi. Đây là biểu đồ của mình hiện tại. Chưa được một sao nào chơi các bạn. Đang cái mức độ sạch sẽ của mình là 90% hả? Chắc là... À, tính ra có nhiều cái chuồng khác này nè các bạn. Second Chance, Animal Bay, Fairful Heart, Adopt Me. Nói chung là đây là những cái chuồng khác, những cái chỗ trung tâm khác. Đây, quá trời luôn. Wow. Từ từ nha. Emily Fisher. Không có thích mấy con chó ngu ngốc. Không thích mấy con chó ăn nhiều. Cũng không thích mấy con chó phá hoại này kia. Con này thì nó có... ưu điểm của thằng ngáo là ăn nhiều. Và ngại, xấu hổ các bạn. Tình trạng gọi là tốt nhất dành cho cái thằng ngáo này là không có mèo trong nhà, cũng như là không có chó trong nhà. Thì người này không có thích ăn nhiều. Tiếp theo, thích mạnh mẽ và thích bình tĩnh. Cũng không thích ăn nhiều luôn. Khó ha. Cái người này thì lại thích cái này hợp với ứng với quà. Nè, ứng với này, này ứng với ngáo. Ngáo. Này là dưới này là quà các bạn. Đúng rồi. Mình check quà thử. Đây. Quà thì nó yêu cầu là nên có nhà bự, nên có vườn và nên có nhiều thời gian để chơi. Con này á, thì nó có vẻ là hơi bị là tan vỡ trái tim á các bạn. Nói chung là do lúc trước bị chủ ngược đãi hay sao đó, cho nên là nó đang không có thích con người cho lắm. Và năng lượng cực kỳ nhiều. Đây có hai người nè các bạn. Thích thông minh và này kia, không có thích xấu hổ, không có thích ăn nhiều và không có thích mấy con làm biếng. Rồi, con này thì sao? Thích mấy con chó im lặng, mạnh mẽ và vui vẻ. Thì nó nói chung là không có thích lắm. Đây nè, không hợp lắm. Mình sẽ thử cái người Olaf này xem. Nói chung là Hòa là một con chó rất là khỏe mạnh nè, thân thiện nè và đáng yêu này kia. Nhưng mà nhà nhỏ, có một con chó, có một con mèo, có trẻ con, có một cái vườn và có rất là nhiều thời gian để chơi. Cũng hơi phù hợp. Vì hiện tại là mình không có thấy có thêm người nữa các bạn. Này nó chỉ có một vài người thôi. Cái này thì ứng với ngáo. Còn hai người trên này có hai người là quà. Đây, Olaf nè. Với lại Roxana. Thì cái người này thì có vẻ như là không có thích con này lắm. Không biết là mình từ chối xong mình chọn người khác được không ta. Để xem coi. Còn ngáo hả? Ngáo thì nó yêu cầu là không có chó và không có mèo thôi. Thì con này nó ăn nhiều và nó xấu hổ. Ăn nhiều thì hơi khoai, tại vì mấy đứa này nó không thích ăn nhiều. Ngộ người ta ăn nhiều cũng nói người ta nữa, thiệt đó chứ. Đây,
có một ngôi nhà nhỏ nhỏ, nói chung là không có tốt lắm cho mấy con vật này. Không có chó trong nhà, có một con mèo thôi. Và chỉ có người lớn sống trong nhà thôi, không có con nít, không có vườn và bận, bận rất là nhiều. Bận quá sao chăm được. Giờ check tới người này thử xem. Người này thì cũng ăn nhiều luôn. Ê, có người mới nè các bạn. Để mình check xử. Raffles Sweet. Cái người này thì thích những cái con chó nó dạng hoang dã hơn hả? Vui và thích con nít. Này nó không có gì chứ. Khó chọn, tính là chọn chủ cho nó khó chứ các bạn, không phải dễ đâu. Mình chắc là mình từ chối khá khá, mình cứ từ chối thôi. Thôi mà một hồi nó sẽ có người mới thôi. Người này thì cũng không hợp lắm. Có thời gian rảnh á, nhưng mà nhà nhỏ, có sân vườn á, nhưng mà hai này thì cũng chưa có được lắm. Thử đi, xem nó ra cái gì. Ngáo này cũng con nào hợp chân á. Nè, hủy luôn đi, để xem coi. Cứ có người mới vô rồi các bạn. Anita không thích ăn nhiều rồi sao nuôi được, dễ chửi chết luôn. Nè, ăn với quà. Không thích mấy con chó làm biến thôi. Còn lại thì ok. Mạnh mẽ. Check thử xem. Ngồi mình giật cái này cũng hơi tốn thời gian á. Các bạn để mình xíu để mình tìm xem thích hợp rồi mình cho các bạn xem tiếp ha. Đó, để mình check cái đã. Các bạn đợi một xíu nha. A little longer than a few minutes later. Rồi các bạn ơi, sau bao nhiêu lời từ chối rất là nhiều người thì mình đã tìm ra được một số người phù hợp dành cho Ngáo và Quà đây nha các bạn. Đầu tiên là Quà đi. Thì Quà có một người cực kỳ phù hợp, đó chính là Alex Võ ha. Thì người này á là có một ngôi nhà rất là to, không có chó mèo. Người này cũng thích những cái con động vật mà có năng lượng, là nó cực kỳ dồi dào, nói chung là nó quậy phá nó trên này kia, nói chung là nó sẽ rất là năng động. Và người này sẽ có thêm nữa, đó chính là thời gian rảnh cực kỳ nhiều và có một cái vườn, thì rất là phù hợp với cái tiêu chí tốt nhất dành cho Quà, đó chính là một ngôi nhà bự, một cái vườn và một cái thời gian rảnh. Thì hai người này sẽ tiến tới với nhau. Rồi, tiếp theo là Ngáo. Thì Ngáo hơi khó tìm vì Ngáo nó ăn nhiều quá các bạn. Những người kia đều không thích những con chó mà nó ăn nhiều, cho nên là nãy giờ loại rất là nhiều luôn. Thì Ngáo nó tốt nhất dành cho những cái người mà không có chó và mèo trong nhà luôn. Thì đây mình có hai người đều như vậy luôn nha. Paul Ramsey cũng không có chó và không có mèo, có một ngôi nhà bự, có thời gian rảnh, có một cái không có vườn. Tiếp theo là Olga Ferguson. Thì người này một ngôi nhà nhỏ, cũng không có chó mèo. Người này thì ở với người lớn, cũng có thời gian rảnh. Thì mình đang cân nhắc giữa hai người. Nói chung người này thì có ngôi nhà to hơn, con chó nó sẽ thích hơn, nó phá trong nhà nó nhiều hơn. kiểu vậy. Còn với cái này thì chỉ cần yêu cầu con chó nó vui thôi. Người này con chó này Ngáo nó hơi ngại ngùng một xíu, như là nó ăn nhiều các bạn. Để coi cái người này thì lại yêu cầu một con chó nó im ắng hơn. Chung là cả hai người đều phù hợp á, nhưng mà mình cũng không biết chọn người nào bây giờ, cho nên là mình sẽ chọn một ngôi nhà to đi ha. Mình nghĩ là ngôi nhà to nó sẽ tốt hơn. Tại vì hai người đều có ở chung với người lớn. Nếu mà ở một mình thì mình sẽ ưu tiên hơn, nhưng mà hiện tại hai người đều ở chung với người lớn. Mình sẽ chọn người này. Rồi, mời hai người tiến tới với nhau. Bây giờ mình ra mình cho chó nó vô chuồng nè các bạn. Đợi một hồi nãy giờ mới có người tới đón. Này là Quà trước nè. Rồi, đi 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 đi. Xuất chuồng. Lên. Đúng không ta? Mình giao nhầm xe chết luôn á. Đây, các bạn sẽ đặt nó xuống đây ha. Đây nè. Đó, nó sẽ tự nhảy lên. Rồi, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Ê, nó giơ tay nó chào mình rồi các bạn. Rồi, một chiếc đi, thêm một chiếc nữa. Quá ok luôn, trời, tìm dữ lắm mới ra được á các bạn. Tìm dữ lắm luôn mới ra được cái người này á. Ok. Đâu phải muốn tìm là khó đâu. Có nhiều người nhưng mà mỗi người có một cái nhu cầu khác nhau. Rồi con chó nó cũng khác nhau nữa. Đâu ta? Như xe tới nữa kìa các bạn. Đúng rồi, xe tới, xe tới, xe tới. Rồi. Bye bye. Bye bye Ngáo nha. Nè, giờ ta nói chào nè. Cái mặt nó nhìn gian điệt chứ. Rồi, cái này thì nó cũng hơi hơi thôi, chứ nói chung là cũng hơi khó, được hai tiêu chí thôi à. Để mà tìm hết thì nó khó lắm các bạn. Cũng được trăm mấy thôi, cũng được rồi. Rồi, chúc hai đứa về nhà mới vui vẻ. Ok,
Và mình sẽ mở rộng cái chỗ của mình ra. Rồi ok, thì mình xin phép tạm dừng tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn tập sau. Tập sau mình sẽ tiếp tục với công việc chăm sóc chó mèo, cũng như là mình sẽ mở rộng cái khu vực của mình ra và mình sẽ chứa nhiều con hơn ha. Nếu các bạn thích cái video game này, nhớ đăng ký cho mình cũng như like video và share đối với mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Bye bye.